Rồi các bạn chú ý lại cái đề. Như vậy phần rút rết này của mình, chúng ta có rút rết hai mặt hàng, một là monitor hoặc là GPS. Chỗ này người ta ghi chữ và, tức là trong dữ liệu mình sẽ thấy xuất hiện cả hai cái này. Nhưng mà trong cái nội dung của Excel thì mình sẽ hiểu là chúng ta sẽ dùng hoặc đó, chứ không phải là dùng dùng and nha. Rồi, số lượng từ 20 đến 30. Như vậy mình sẽ làm từng phần một để mình hiểu được vấn đề rút rít là gì. Như vậy tên hàng, cái mà chúng ta đang rút rít là tên hàng thì chúng ta copy ra đây để làm cái điều kiện rút rít. Và nó là monitor. Đó, rút rít monitor thì chúng ta copy cái này lại đây. Được chưa? Chúng ta chuẩn bị cái điều kiện để rút rít. Rồi chúng ta đặt con trỏ ở trên cái bảng này và chọn vô phần Advanced. Không cần chọn bảng mà chúng ta đặt con trỏ là được rồi. Thì từ nó chọn nè. Được chưa? Từ nó chọn nguyên cái bảng gì chúng ta. Và điều kiện thì các bạn ở đây các bạn chọn là copy to order location, tức là mình sẽ trích rút xong thì mình chép cái vùng mà mình trích được đó đi đến một cái ô khác. Chứ còn bình thường nếu mà mình không không click ở đây á thì nó sẽ giảm tất cả những cái dữ liệu mà không đúng, nó che lại thôi chứ nó không mất. Đây mình làm hai trường hợp. Điều kiện là tên hàng bằng monitor mình để ở đây ha. Ok, các bạn thấy nó che hết tất cả mọi thứ nè, còn lại cái dòng thứ năm là monitor thôi. Đó. Rồi trong trường hợp mà mình chọn là GPS, mình copy ở dưới, thì có nghĩa là nếu mà điều kiện nó theo cột đứng thì là hoặc tên hàng là monitor hoặc tên hàng là GPS. Được chưa? Rồi mình rút rít lại, mình đặt con trỏ ở đâu bất kỳ, mình chọn điều kiện là cả hai cái này luôn, monitor và GPS. Ok, thì những cái nào mà monitor và GPS thì nó giữ lại. Được chưa? Và nó ẩn hết tất cả những cái khác đi. Trong trường hợp nếu mà mình không muốn nó ẩn như vậy, mình muốn nó rút trích ra một cái vị trí mới, thì các bạn chọn ở đây copy to order, rồi các bạn click chuột vào bất kỳ dưới này. Ok, đấy thì nó không che ở bảng trên mà nó copy ra đây cho mình. Như vậy thì ở đây số lượng của chúng ta, chỗ này cái điều kiện của mình là mình chưa quan tâm đến số lượng, mình chỉ lấy UBS và monitor ra thôi, còn số lượng thì mình chưa có. Như vậy đề người ta yêu cầu là số lượng từ 20 đến 30 thì mình phải đưa số lượng 20 tức là lớn hơn hoặc bằng 20, và một cái số lượng nữa là gì, nhỏ hơn hoặc bằng 30. Đó, tức là hai điều kiện mà cho nằm ngang như thế này là và, điều kiện thẳng đứng là hoặc, điều kiện nằm ngang là và. Như vậy thì nếu mà chúng ta có chọn nguyên cả một cái khối này là điều kiện thì chúng ta sẽ đọc cái điều kiện này là hãy chọn ra những mặt hàng là monitor và có số lượng từ 20 đến 30. Đó, mình sẽ đọc như thế. Và tương tự như vậy, ở chỗ này mình cũng dùng là 20 30, có nghĩa là monitor từ 20 đến 30 hoặc là GPS từ 20 đến 30. Tương tự như vậy, các bạn cũng chọn event, các bạn điều kiện các bạn chọn lại điều kiện mới và rút trích ra vị trí, các bạn chọn vị trí mới. Ok, đấy, tại vì cái này nó trùng hợp thôi. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta thêm là cái GPS này nó không phải là 20 mà nó là 40 thì chúng ta rút trích ra nó sẽ khác hai cái GPS. Bây giờ chúng ta rút trích lại nha, chúng ta đổi thành 40 rồi. Điều kiện copy ra vị trí mới nữa,
Ok, thì giờ cái mặt hàng mà GBS mà số lượng 40 là nó không xuất hiện nữa. Đấy thì đúng theo cái yêu cầu rút trích của chúng ta. Như vậy thì ứng với mỗi cái dữ liệu mà bạn cần rút trích theo cái yêu cầu của đề bài thì các bạn chọn một cái bảng, tạo một cái bảng riêng. Đó, tạo một cái bảng riêng để cho nó dễ thấy. Được chưa nào? Và trong Excel đó thì khi các bạn làm xong rồi, các bạn có thể chọn nguyên cái bảng này nè. Các bạn chọn vô đây Format Table. Cái bảng thằng Excel nó là table rồi, nhưng mà trong Excel nó đã làm cho mình những cái template rất là đẹp, đúng không? Ví dụ như tiêu đề là xanh, ở trong này là trắng hết, hoặc là xanh trắng xen kẽ nè, hoặc là tiêu đề thì đậm, ở trong là xanh trắng xen kẽ đó. Và nó nói là dữ liệu của mình là có cái tiêu đề. Ok, đấy, như vậy thì nó trang trí cho cái bảng của mình dễ đọc, mình không cần phải làm gì hết. Khi các bạn thêm dòng thì tự động nó xanh trắng luôn, mình không làm gì cả. Đấy, như vậy thì nó sẽ thuận tiện cho các bạn.